Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Inkscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 23. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu đá granite. Để làm vật liệu đá granite thì bạn cũng phải chuẩn bị cho mình một bộ mát. Ở đây thì vật liệu đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn là vật liệu màu sáng. Đây là mát vật liệu đá granite mình sẽ hướng dẫn. Sau khi các bạn UV map trên bề mặt của model, ví dụ như cái này là mình UV map xong rồi nè. Sau khi bạn lót map bản thân vào thì bạn phải UV. UV xem kích thước của nó đã phù hợp chưa. Sau đó bạn tăng hay giảm kích thước. Dựa vào thông số bên bản vật liệu này. Map đá granite thì bạn có thể sử dụng map bump hay là map normal cho hai map cũng được, nhưng mà thường thì đá granite bề mặt nó bóng cho nên là chúng ta bỏ qua cái mục này. Bạn có thể làm bề mặt nó nổi vân một xíu cũng được, nhưng mà mình nghĩ không có cần thiết cho nên là thường là mình cũng bỏ qua. Chủ yếu là chúng ta để bề mặt nó bóng hoàn toàn, chúng ta sử dụng map phản xạ là được. Bây giờ tới cái mục phản xạ. Thông thường đá granite á, là bạn tăng cái này lên specular lên 75 này, để cho cái bề mặt nó khi mà nó phản chiếu hình ảnh bên ngoài á, trên bề mặt đá nó nét hơn. Chúng ta nên tăng 75, nó giống như sàn gạch bóng ấy, chúng ta cũng phải tăng lên 75. Sau đó là chúng ta kéo thông số roughness. Thông số roughness á, thì nếu bạn muốn nó bóng hoàn toàn á, thì bạn kéo nó về 0. Bạn kéo nó về 0 thì nó sẽ bóng hoàn toàn. Đây là mình sử dụng thông số mặc định của Inkscape. Mình chưa có cân chỉnh hay là sử dụng map bẩn. Nếu bạn muốn bóng hoàn toàn, không có map bẩn thì bạn tăng về 0. Còn nếu như bạn muốn bề mặt đá granite nhám á, thì bạn có thể để 20. Một là 20 cũng được. Còn nếu bạn muốn nó nhám hơn á, thì bạn chỉnh nó về 30 thì nó sẽ nhám hơn. Tùy vào cái công trình cũng như cái vật liệu mà bạn muốn thể hiện. Ở đây thì mình sử dụng là map đá granite phân trắng nha. Thì đầu tiên là bạn lót cái map bản thân của nó vào, bỏ qua một hai map đi. Tại vì chúng ta không có cần làm bề mặt cho nó có sự gồ ghề đâu. Đá granite thì thường nó mài nhẵn. Cái thứ hai là phần reflection. Thì bạn tăng cái specular lên 75. Cái mục roughness á, nếu mà bạn muốn bóng á, thì bạn giảm về 0. Còn bạn muốn mà nhám á, thì bạn để 20 hoặc là 30. Tùy bạn. 20 hoặc là 30. Bây giờ mà để tự nhiên hơn á, thì thông thường á, chúng ta sẽ sử dụng map bẩn. Thì cũng giống như chúng ta nên sử dụng map bẩn, mà những loại map mà nó ít bẩn này, với dấu vân tay nó rất là ít thì nó sẽ đẹp hơn. Sau khi bạn lót map bẩn vào thì bạn cũng phải kiểm tra cái thông số này. Ví dụ map bạn vuông á, thì bạn cũng chỉnh chiều rộng với chiều cao nó vuông. Nếu như cái map đá granite của mình á, mà nó hình chữ nhật á, thì khi bạn đồng bộ này á, thì cái chỗ này á, thì nó cũng sẽ là cái kích thước nó không có vuông. Cho nên nếu mà nó hình chữ nhật á, thì bạn bỏ cái tính năng đồng bộ đi đó. Sau đó bạn đảo ngược map. Bạn đảo ngược map, bạn kiểm tra thử là để 0.7 á, thì cái vân như thế nào. 0.7 thì mình thấy nó hơi dày. Để mình tắt cái đồng bộ đi, mình tăng lên 1 đi. Tăng lên 1 là mình thấy cũng được rồi. Nó có một chút vết bẩn. Còn bạn nếu mà bạn muốn là vết bẩn ít hơn á, thì bạn có thể giảm cái vùng tối bằng Photoshop. Sau đó bạn lót cái map này là lại thôi là được. Còn hơn thì thôi bạn sử dụng cái map bẩn nó ít bẩn hơn. Đây là đá granite bóng.
Bóng hoàn toàn. Còn nếu bạn muốn nhám thì bạn giảm cái này về 70. Mình nhắm về 70. Đẹp không? Đó, mình thấy đẹp mà. Còn nếu bạn muốn nó bóng hơn xíu, bạn giảm 75. Thường là mình để 70. Nếu như muốn bề mặt nó nhám, mình để 70. Đơn giản vậy thôi. Mình kéo lại cho nó bóng luôn nè. Mình nói lại, đầu tiên là bạn lót cái mask bản thân của Dell Granite vào. Sau khi UV bề mặt xong, bạn bỏ qua cái mục hai mask luôn. Bạn vào cái mục Reflection, bạn tăng cái specular lên 75. Sau đó là bạn, nếu như không sử dụng mask bản, nếu mà bạn muốn bóng á, thì bạn đưa nó về 0, Rawness về 0. Còn bạn muốn nhám á, thì bạn đưa về 20. Đó. Còn nếu như mà bạn muốn sử dụng mask bản á, thì bạn lót cái mask bản vào. Chọn cái mask bản nào nó ít vết bẩn thôi, ít dấu vân tay thôi. Sau đó chỉnh lại cái chỗ cái đồng bộ với cái map Dell Granite hình map bản hình vuông á, thì kích thước đây cũng phải là hình vuông. Nếu bạn muốn mà bóng Dell Granite mà bóng hoàn toàn á, thì bạn để cái này 100. Còn bạn muốn nhám á, bạn để 70. Rồi vậy đó. Thì Dell Granite trắng sáng thì nó chỉ có như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái Dell Granite mà cái màu nó sẽ tối hơn. Mình sẽ chọn cái map này, trong cái bộ map này. Sau khi bạn lót cái map bản thân vào, bạn cũng UV đầy đủ, bạn kiểm tra lại kích thước. Ở đây thì mình nhập kích thước của nó là 1000. Mình thấy ok rồi thôi. Ok rồi thôi. Sau đó mình bỏ qua cái mục hai map đi. Dell Granite thì không cần đâu. Cái bề mặt của nó giống như cái đá trước thì mình cũng có nói rồi. Tiếp theo là bạn kéo cái này lên 75. 70 hoặc 75. Để tăng cái độ phản xạ, cái hình chiếu của những cái hình ảnh chiếu vào bề mặt Dell Granite. Đó, sau đó bạn kéo cái này về 100. Về 0. Bạn kéo về 0. Là nó bóng hoàn toàn thôi. Vậy là Dell Granite bóng, đen bóng, rất là đẹp. Nếu muốn nhám thì bạn chuyển vào 20. Thường bề mặt mà tối thì nó phản xạ nhiều hơn, cho nên bạn giảm nó về 30. Bạn giảm nó về 30. Thì đây là Dell Granite nhám. Còn bạn muốn sử dụng mask bẩn thì lót mask bẩn vào. Mở cái mask bẩn lên. Sau đó tắt cái đồng bộ, kiểm tra đảo ngược map, kiểm tra thử cái vết bẩn nó như thế nào. Rồi mình thấy một vết bẩn cũng được, bẩn vừa vừa là được rồi. Vậy thôi. Nếu như map bẩn kích thước nó nhỏ thì bạn tăng lên, kích thước nó to quá thì bạn giảm lại. Nhớ là cái map bẩn hình vuông thì cái tắt cái đồng bộ này đi, đưa cái chiều rộng chiều cao nó về hình vuông. Nhớ là map bẩn hình vuông, tại vì có một số map Dell Granite á hình chữ nhật, cho nên nếu bạn để đồng bộ thì cái map bẩn này nó sẽ méo đi. Rồi đây là map Dell Granite bóng kính luôn. Còn nếu bạn muốn nó mờ thì bạn để 70. Bạn để 70. 70 là nó mờ. Nhưng mà ở đây mắt bẩn nó to quá nè. Mình giảm nó xuống 0.5 nè. Giảm xuống 0.5. 0.5 là đẹp vậy. Có một chút vết bẩn li ti. Có một chút vết bẩn li ti. Cái đây là Dell Granite đen nhám 70 hoặc 75 hoặc là 65 thì tùy vào ánh sáng của bài của bạn. Còn muốn bạn muốn bóng á, thì bạn kéo lên 100%. Rồi bóng kính luôn. Rồi, để vật liệu Dell Granite trong Enscape 4.1 thì chỉ có vậy thôi. Kiếm cho mình những cái bộ map Dell Granite chất lượng thì bạn dễ phối trong công trình hơn. Rồi, buổi 23 thì đến đây kết thúc. Chào tạm biệt các bạn.